Xin chào các bạn. Hôm nay bên Runner chuyên nghiệp xin giới thiệu với các bạn một cái đôi giày chạy trail, chạy đường đồi núi hoặc là những cái hôm mà các bạn chạy trên cái cung đường trơn trượt thì các bạn, hoặc là trời mưa thì các bạn có thể chạy cái dòng giày chạy bộ này. Đôi Pegasus Trail 4G TX. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua về cái đôi Trail 4G TX này để các bạn có thể theo dõi và chọn lựa cho mình một cái đôi giày chạy bộ ở những cái cung đường trơn, trời mưa, ướt, hoặc những cung đường đèo núi dốc thì mình chọn cái đôi giày nào. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn là về cái đôi giày Nike Rich Pegasus Trail 4G TX. Thứ nhất thì đôi Nike Rich Pegasus Trail 4G TX thì cái công nghệ của đôi giày này là công nghệ đế của đôi giày này là công nghệ Rich. Mình mời các bạn cùng theo dõi cái đôi này. Cái hộp ở ngoài rất là đẹp. Hiện tại thì đôi này là hiện tại đang có hai màu, cái màu xanh bộ đội này và cái màu trắng mình đang đi ấy. Đây là dòng kêu thì giới thiệu với các bạn. Đây ở trên đôi giày ấy thì có cái phẩy Nike và họ ghi cái đế ở trên này là đế Nike, là cái đế dòng cái công nghệ hit này, dòng công nghệ đi khá là êm và rất là bền. Cái đôi giày này cũng rất là nhẹ. Đây ở trên đế giày ở bên phải có cái chất Sanit, vẫn là câu châm ngôn của dòng giày này kì. Và đôi giày này có cái điều gì đặc biệt các bạn nhìn dưới lớp đế nhé. Lớp đế này là lớp đế chống trơn, còn thấy thiết kế rất là đẹp cái lớp đế của đôi giày này. Đó là công nghệ dung kết hợp rít. Còn phần trên của cái đế này là phần thiết kế là công nghệ Goltex thì là đây là công nghệ mà chống nước, của các bạn có thể đổ nước ở trên này và không hề bị thấm vào giày, thì giúp cho các bạn khi mà đi đôi giày ấy, thì các bạn không bị ướt, hoặc là treo đeo lội suối không bị ướt. Cái phần cổ của đôi giày này cũng rất là khít cho cái bàn kim bàn chân, các bạn thấy rất khít bàn chân này. Là công nghệ Goltex và các bạn quan sát nhìn thấy đôi này thì bản thân mình cầm lên đôi này rất là nhẹ. Hiện tại thì đôi này có cái giá thị trường là hơn 4 triệu. Bên mình bên Runner chuyên nghiệp thì hiện tại cái đôi này thì giá trị là còn 2,8 triệu thôi nhá, còn có thể tham khảo. Đây là đôi Nike Street Pegasus Trail 4G TX. Công nghệ 4G TX này ấy, là công nghệ này là mình cũng đã đi đợt trước, mình đã đi công nghệ là 2G TX, thì công nghệ là Goltex này là cái công nghệ mà chống nước đấy. Thì khi mà các bạn mà chạy trail trời mưa ấy, thì các bạn đi đôi này thì rất là ok, hoặc lội suối trời mưa lội suối. Hiện tại có hai cái màu như thế này, thì khi mà các bạn buộc cái dây giày trail thì các bạn cũng buộc theo kiểu thắt cổ chai các bạn nhé. Đây nó nút thắt cổ chai, đây mình buộc dây thắt cổ chai này. Mình hướng dẫn các bạn buộc ở dưới này thì họ có một cái lỗ này, thì các bạn đút dây vào một phần lỗ này, và phần này cũng thế, khi các bạn đút vào đây và sau các bạn là kéo lại thắt chặt dây lại, thì khi mà cái giày này thì là họ sẽ thắt thít vào chặt với cổ chân của bạn,
nên khi mà các bạn mà chạy xuống dốc hay là lên dốc ấy thì các bạn không bị cái chân của bạn không bị tụt xuống hoặc là tụt ra phía trước. Đây mình thị phạm cho các bạn để các bạn xem. Đây mình thị phạm các bạn cùng xem. Đây. Đây thì mình sẽ chạy thị phạm để các bạn có thể theo dõi. Đôi này theo cái công nghệ rất nên là để khá là êm và cái đôi này rất là nhẹ. Để mà nói trong những dòng giày chạy trêu thì đôi này là một trong những cái đôi giày mà mình cảm thấy là nhẹ nhất của cái dòng chạy trêu. Theo dõi thì là mình sẽ cân cái đôi này lên để các bạn cùng xem như đôi này chạy trêu này có cân nặng bao nhiêu nhá. Đây mình sẽ cân này lên để các bạn cùng theo dõi. Thực ra cái dòng chạy trêu thì với cái thiết kế của dòng chạy trêu mà các bạn mà đi những cái đôi giày dưới 300 gram cho một chiếc ấy là rất là nhẹ rồi. Hôm trước thì khách hàng mình cũng mua một cái đôi này xong thì về đổ nước ở trên đế ở trên xả nước ở trên cái đôi giày này và khi mà lấy cái lớp lót ra ấy, thì lớp lót vẫn còn nguyên là không. Đây gam các bạn nhé, mình sẽ mở cái đôi này ra, có ở trong này có cái tấm lót này. Mình sẽ mở cái tấm lót này ra để các bạn thấy cái dòng này và cái dòng khác như thế này. Ví dụ dòng này mình cân lên đây các bạn xem nhé, đôi này size 39 là có 235,6 gram thôi thì rất là nhẹ, cái đôi này rất là nhẹ. Nếu mà các cái dòng khác với dòng Win Hau 7 hay là cả cái dòng khác thì cân nặng của những đôi trêu sẽ phải trên 300 gram, riêng cái đôi này thì có 235 gram thôi và cái thiết kế của đôi này cũng rất là chắc chắn nên mình vẫn khuyên mọi người khi mà chạy trêu đường trơn trượt hay trời mưa thì các bạn đi cái đôi này thì rất là ok, vừa nhẹ đi cái đế khá là nảy nên các bạn đi rất là ok. Các bạn nhìn thấy cái đế này nếu mà đi đường trơn trượt đường sỏi thì rất là bám đường. Các bạn có thể xem thì hiện tại thì mình cảm thấy dòng Nike thì cũng là một cái dòng có cái dòng giày trêu đi rất là hay. Khi mà ra những cái đôi giày như là 4GTX này, Pegasus 4GTX hay 3GTX hay 2GTX đều đi rất là ok. Mình những dòng này trước đây mình đã đi rồi và cái dòng công nghệ mới đây là có cái công nghệ zoom x của mà Pegasus đấy thì dòng này mình sẽ bảo với mọi người sau. Thì hiện tại hôm nay mình giới thiệu thiệu một số chi tiết của đôi Pegasus Trail 4GTX này để mọi người có thể theo dõi và lựa chọn cho mình một cái đôi giày là phù hợp nhất. Thì nếu các bạn mà còn hỏi chi tiết thì các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại là 0978808388 hoặc các bạn có thể theo dõi ở runnerchuyenghiệp.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Chào.